Vì sao? Vì nếu có khả năng tin hiểu, không có pháp năng chứng, không có pháp sở chứng, không có chỗ chứng, không có lúc chứng, cũng không do pháp này mà có sở chứng, thì có khả năng tin hiểu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Nếu chứng biết, không có pháp năng chứng, không có pháp sở chứng, không có chỗ chứng, không có lúc chứng, cũng không do pháp ấy mà có pháp sở chứng, thì có khả năng chứng đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tất cả pháp đều rốt ráo không. Trong cái rốt ráo không, hoàn toàn không có pháp có thể gọi là năng chứng, có thể gọi là sở chứng, có thể gọi là chỗ chứng, có thể gọi là lúc chứng, có thể gọi là do pháp ấy mà có sở chứng. Vì sao? Vì các pháp đều không, hoặc tăng hoặc giảm, hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa mà các đại Bồ Tát đã tu hoàn toàn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà các đại Bồ Tát đã an trụ hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ mà các đại Bồ Tát đã an trụ hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà các đại Bồ Tát đã tu hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, thánh đế khổ tập diệt đạo mà các đại Bồ Tát đã an trụ hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà các đại Bồ Tát đã tu hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà các đại Bồ Tát đã tu hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện mà các đại Bồ Tát đã tu hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, năm loại mắt, sáu phép thần thông mà các đại Bồ Tát đã tu hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni mà các đại Bồ Tát đã học hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng mà các đại Bồ Tát đã học hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà các đại Bồ Tát đã học hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, các pháp hoặc hữu sắc, hoặc vô sắc, hoặc hữu kiến, hoặc vô kiến, hoặc hữu đối, hoặc vô đối, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, mà các đại Bồ Tát đã quán hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên ấy, còn suy nghĩ nghĩa thú mà Phật đã dạy về quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là rất dễ tin, dễ hiểu, rất dễ chứng đắc. Các đại Bồ Tát đối với việc này chớ nên cho là khó tin, khó hiểu và khó chứng đắc. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì sắc và tự tánh của sắc là không. Thọ tưởng hành thức và tự tánh của thọ tưởng hành thức là không. Bạch Thế Tôn, nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không. Nhĩ tỷ thể thân ý xứ và tự tánh của nhĩ tỷ thể thân ý xứ là không. Bạch Thế Tôn, sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không. Thanh hương vị xúc pháp xứ và tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Bạch Thế Tôn, nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không. Nhĩ tỷ thể thân ý giới và tự tánh của nhĩ tỷ thể thân ý giới là không. Bạch Thế Tôn, sắc giới và tự tánh của sắc giới là không. Thanh hương vị xúc pháp giới và tự tánh của thanh hương vị xúc pháp giới là không.
Bạch Thế Tôn, nhãn thức giới và tự tánh của nhãn thức giới là không, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới và tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là không. Bạch Thế Tôn, nhãn xúc và tự tánh của nhãn xúc là không, nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc và tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là không. Bạch Thế Tôn, các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra là không. Bạch Thế Tôn, địa giới và tự tánh của địa giới là không, thủy hỏa phong không thức giới và tự tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Bạch Thế Tôn, vô minh và tự tánh của vô minh là không. Hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử và tự tánh của hành cho đến tự tánh của lão tử là không. Bạch Thế Tôn, bố thí ba la mật đa và tự tánh của bố thí ba la mật đa là không. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và tự tánh của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa là không. Bạch Thế Tôn, pháp không nội và tự tánh của pháp không nội là không, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của pháp không ngoại cho đến tự tánh của pháp không không tánh tự tánh là không. Bạch Thế Tôn, chân như và tự tánh của chân như là không, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tự tánh của pháp giới cho đến tự tánh của cảnh giới bất tư nghỉ là không. Bạch Thế Tôn, bốn niệm trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, và tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tự tánh của tám chi thánh đạo là không. Bạch Thế Tôn, thánh đế khổ và tự tánh của thánh đế khổ là không, thánh đế tập diệt đạo và tự tánh của thánh đế tập diệt đạo là không. Bạch Thế Tôn, bốn tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Bạch Thế Tôn, tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Bạch Thế Tôn, pháp môn giải thoát không và tự tánh của pháp môn giải thoát không là không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Bạch Thế Tôn, năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không, sáu phép thần thông và tự tánh của sáu phép thần thông là không. Bạch Thế Tôn, pháp môn Tam Ma Địa và tự tánh của pháp môn Tam Ma Địa là không, pháp môn Đà La Ni và tự tánh của pháp môn Đà La Ni là không. Bạch Thế Tôn, mười lực Phật và tự tánh của mười lực Phật là không, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ cho đến tự tánh của 18 pháp Phật bất cộng là không. Bạch Thế Tôn, quả dự lưu và tự tánh của quả dự lưu là không, quả Nhất Lai bất hoàn A La Hán và tự tánh của quả Nhất Lai bất hoàn A La Hán là không. Bạch Thế Tôn, quả vị độc giác và tự tánh của quả vị độc giác là không. Bạch Thế Tôn, trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát đối với tự tánh không như vậy phát sanh tin hiểu sâu sắc, không có sự chứng biết điên đảo, thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Do nhân duyên này mà con nói là quả vị giác ngộ cao tột, chẳng phải khó tin khó hiểu, chẳng phải khó chứng đắc. Khi ấy Xá Lợi Tử bảo với Thiện Hiện: Này Bụ Thọ Thiện Hiện, do nhân duyên ấy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rất khó tin khó hiểu, rất khó chứng đắc. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát quán tất cả pháp hoàn toàn không có tự tánh, đều như hư không, giống như hư không, chẳng nghĩ thế này ta sẽ tin hiểu mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Các đại Bồ Tát cũng nên như thế, chẳng nghĩ thế này, ta sẽ tin hiểu, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Này Thiện Hiện, các pháp đều không, ngang bằng với hư không. Các đại Bồ Tát cần phải tin hiểu tất cả các pháp ngang bằng với hư không, mà có thể chứng biết mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tin hiểu tất cả pháp đều ngang bằng với hư không, đối với quả vị giác ngộ cao tột,
dễ sanh tin hiểu, dễ chứng đắc, thì đáng lẽ chẳng có vô số đại Bồ Tát mặc áo giáp đại công đức, phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột giữa đường thối lui. Cho nên biết quả vị giác ngộ cao tột rất khó tin, khó hiểu, rất khó chứng đắc. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa với tôn giả Xá Lợi Tử: Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Sắc đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Thọ tưởng hành thức đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Lìa sắc có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Lìa thọ tưởng hành thức có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Chân như của sắc đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Chân như của thọ tưởng hành thức đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Lìa chân như của sắc có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Lìa chân như của thọ tưởng hành thức có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Nhãn xứ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Lìa nhãn xứ có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Chân như của nhãn xứ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Lìa chân như của nhãn xứ có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Lìa chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Sắc xứ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Thanh hương vị xúc pháp xứ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Lìa sắc xứ có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Lìa thanh hương vị xúc pháp xứ có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Chân như của sắc xứ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Địa chân như của sắc xứ có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Lìa chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Nhãn giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Nhĩ tĩ thiệt thân ý giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không, thiện hiện.
Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Địa nhãn giới có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Địa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của nhãn giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Địa chân như của nhãn giới có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Địa chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Sắc giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Thanh hương vị xúc pháp giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Địa sắc giới có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Địa thanh hương vị xúc pháp giới có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của sắc giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của thanh hương vị xúc pháp giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Địa chân như của sắc giới có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Địa chân như của thanh hương vị xúc pháp giới có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Nhãn thức giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Địa nhãn thức giới có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Địa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của nhãn thức giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Địa chân như của nhãn thức giới có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Địa chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Nhãn xúc đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Địa nhãn xúc có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Địa nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của nhãn xúc đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp,
không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của nhãn xúc có pháp nào đối với quả vị giác ngộ ca tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc có pháp nào đối với quả vị giác ngộ ca tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra, đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm chuyên sanh ra, đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm chuyên sanh ra, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm chuyên sanh ra, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Địa giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Thủy hỏa phong không thức giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa địa giới có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa thủy hỏa phong không thức giới có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của địa giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của thủy hỏa phong không thức giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của địa giới có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của thủy hỏa phong không thức giới có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Vô minh đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Địa vô minh có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Địa hành cho đến lão tử có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của vô minh đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của hành cho đến lão tử đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của vô minh có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của hành cho đến lão tử có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện.
Hết quyển thứ 323.